rồi thì cái khách hàng của cô, cái khẩu vị của khách hàng ăn đó thì cô cũng biết được. Bò thì mình cũng lấy bò là bò nóng, không có lấy bò lạnh. Xay mình làm thì nó vẫn ngon hơn. Bữa nào mình bán nó hơi vắng thì mình ráng mình ngồi thêm chút nữa cho